quá. Hơi tiếc chứ, một trong thay ra hơi tiếc ạ. Phải nói thực sự là cái màn biểu diễn của bên kho vận làm chúng tôi rất là vui và cảm thấy mình trở lại rất nhiều tuổi. Chúng tôi cũng mong muốn là những cái đợt mà liên hoan tổng kết hay là những cái buổi sinh hoạt tập thể của công ty mà có rất nhiều đơn vị mọi người cũng chơi hết mình như kho vận thì chúng tôi thực sự là mong muốn và được và trong ban giải thì thực sự là trao giải để cho kỹ thuật những hành sản rất xứng đáng mà ban tổ chức chúng tôi cũng phải cân nhắc rất nhiều và mọi người đề nghị mọi người cổ vũ cho và tôi muốn hỏi là anh Đại có muốn phát biểu gì không? Cái màn đầu tư này anh chi hết bao nhiêu tiền và thời gian bao lâu và anh tập vào thời điểm lúc nào? Nói về đầu tư thì cũng chắc là chỉ tầm được khoảng mười mấy nghìn thôi. Nhưng mà về cái công sức của anh em là ban ngày đi làm buổi tối thì chúng ta vẫn phải chiến bình thường, tức là phải tập bận. Lúc nào rỗi thì lại lên tập, mà lúc nào có hàng thì chúng ta lại nghỉ xuống giao hàng và lúc nào về thì là chúng ta tập tiếp. Đấy, cái anh em của kho vận rất nhiệt tình. Nên rất cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khán giả và các toàn thể công ty chúng ta. Chúng ta là chúng ta cảm ơn là bên tổ kho vận đã mang cho giây phút rất là vui vẻ. Vâng, tôi là chiến lược tiếp theo chương trình. Thì về thể là thì đội các bạn đang đứng ở sân khấu đây thì là cũng là tiện nên là cũng trao giải nhất luôn cho đội các bạn. Tuy nhiên cũng vỗ về và động viên những cái đội giải nhì, giải ba, các bạn sẽ có nhiều cơ hội và sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để chúng ta đồng hành và được như đội các bạn. Giải quán quân sẽ được trao nhận cho đội Gia Nhân và một tràng pháo tay cổ vũ cho đội Gia Nhân. Xin mời ông Ngô Đức Sinh lên trao giải quán quân cho đội Gia Nhân.